Chị làm kẹo 7 màu đi ạ. Có ngay nha em. Mình sẽ xếp lần lượt các màu đất khác nhau lên theo cái độ chuyển của màu của vòng. Sau khi xếp xong sẽ có thành phần như thế này, rồi mình sẽ cắn mỏng ra, sau đó cắt thành cái sợi nhỏ. Tôi lần lượt cắt thành nhiều cái thì mình sẽ có thành phẩm như thế này rồi. Sau khi cắt xong một đống, cắt được nhiều rồi thì mình sẽ mang đi nung. Rồi tiếp tới là mình sẽ làm những cái bao bì kẹo chupa chup cầu vồng, gấp đôi lại rồi dán keo, để lại một cái lỗ nhỏ ở giữa, tí nữa cho kẹo vào. Dán xong rồi thì mình sẽ cho cái nhân kẹo lúc nãy mình làm xong cho vào trong cái lỗ, rồi dán đầu miệng túi lại là xong. Và thế là đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Dụng cụ thì cái sợi nó sẽ đều và đẹp hơn, sau đó cắt sợi đều nhau. Rồi mình lần lượt xoắn từng sợi lại, xoắn cho đến hết. Cái này thì làm siêu đơn giản luôn. Phút nha mọi người. Sau khi nung xong thì mình sẽ đóng gói. Mình dùng cái là tóc để hà miệng túi, rồi cho nhân vào. Sau khi nhồi xong thì mình sẽ hàn miệng túi lại, sau đó cắt cho nó gọn và dán cái nhãn dán lên. Và xong rồi đây. Cảm ơn mọi người đã xem video nha.